Năm 2012, nhà phát hành Valve cho ra mắt trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất CS:GO. Và từ game này đã sớm trở thành cơn sốt với nhiều người chơi trên thế giới. Một nhân vật đóng góp không ít trong sự phát triển của CS:GO tại Việt Nam chính là Bomman, caster quốc dân của bộ môn này. Tuy nổi tiếng với vai trò của một người phân tích và tường thuật, nhưng ít người hâm mộ nào biết rằng Bomman cũng từng là một tuyển thủ thi đấu CS:GO. Vậy điều gì đã dẫn dắt anh đến với con đường này? Hãy cùng Cảm Thể Thao tìm hiểu trong video hôm nay. Bomman, tên thật là Mai Nam Hải, sinh ngày 5 tháng 4 năm 1991 tại Hà Nội. Cùng giống với những người của thế hệ 8 và 9X, Bomman có niềm đam mê mãnh liệt với các tựa game FPS như Counter-Strike 1.1, 1.6, đến nỗi bố mẹ anh đã từng phải bán máy tính để Bomman không còn chơi nữa. Trong quá khứ, anh đã có lần vì ham mê chơi game mà sa sút thành tích học tập nặng đến mức bị nhà trường cảnh cáo. Mặc dù nhiều lần vấp ngã, nhưng tài năng trẻ này đã vượt qua được những rào cản và ngày càng phát triển trên con đường mà mình đã lựa chọn. Thành tựu thi đấu. Khi nhắc về thời điểm này, Bomman có chia sẻ rằng anh đã cùng những người bạn của mình tham gia nhiều giải đấu bán chuyên tại đại học và cũng gặt hái được nhiều thành tích. Năm 2014, Bomman bắt đầu sự nghiệp thi đấu của mình và nhanh chóng vô địch giải VNS Super November Semi Pro Tournament cùng với đội tuyển anh thành lập là Animals. Năm 2015, sau một năm thành công, cái tên người mìn lại tiếp tục gây tiếng vang tại cộng đồng CS:GO Việt Nam khi vô địch IMBA League CS:GO Student, trở thành áo quân của Grand Champion Semi Việt Nam, dư trưởng của team VNS. Sau khi tốt nghiệp đại học, Bomman lập đội riêng với các thành viên mới như Xin Thỏ, Leopard tại quán net Dũng Béo Gaming. Đây cũng chính là tiền đề cho 500 anh em đình đám ngày nay. Đội tuyển của Bomman tiếp tục thi đấu với cái tên Hà Nội Fan và liên tục gặt hái nhiều thành tích cao. Năm 2016, Hà Nội Fan đạt top 2 tại vòng loại của Rising Star Đông Nam Á dưới cái tên Dũng Béo Gaming và xuất hiện trên HTV. Đây cũng là thành tích đáng tự hào nhất đối với Bomman tại đội tuyển này, khi họ chưa từng trải qua một lớp huấn luyện nào mà vẫn có khả năng tham dự các giải mang tầm cỡ quốc tế. Năm 2017, sau 2 năm thành công trong sự nghiệp, Bomman đã dần lùi về phía sau vì anh cũng không còn nằm trong độ tuổi phù hợp để thi đấu. Chiếc vô địch giải Hà Nội CS:GO Semi Pro cùng với team The Last Time cũng đã kết thúc con đường thi đấu chuyên nghiệp của anh. Để rồi, cái tên Mai Nam Hải chuyển hẳn sang việc stream và cast các giải đấu liên quan đến CS:GO để chia sẻ kiến thức của mình và cho người xem. Bomman cũng từng tiết lộ rằng mục tiêu thi đấu của anh chỉ là đứng đầu tại Việt Nam và đội tuyển của người mình đã liên tục thể hiện sự thống trị đó trong suốt 2 năm. Đồng thời, Hà Nội Fan cũng không hề có đủ khả năng để làm chủ sân đấu quốc tế bởi vì họ chưa đủ trình độ cũng như khả năng đầu tư vào việc thi đấu. Anh cho biết được chơi với đội tuyển đi lên từ một quán net và có thể tham dự được vào giải đấu của Đông Nam Á, đó là niềm vinh dự lớn dành cho Bomman và những người đồng đội của mình. Mai Nam Hải cũng nhiều lần nói rằng tiềm năng của CS:GO là rất lớn, nhưng chưa ai ở Việt Nam đủ tự tin để bình luận hay phân tích về nó, và anh sẵn sàng là người tiên phong trong việc này. Sự nghiệp hậu thi đấu. Sau khi giã từ con đường thi đấu, Bomman quay trở lại với chuỗi ngày cast giải và phân tích demo. Sự nghiệp lúc này của anh có phần chứng lại vì CS:GO rất kén người chơi và cũng khó để thu hút được sự chú ý của người xem. Bomman chia sẻ rằng anh đã từng có chuỗi ngày khó khăn khi vừa phải đi làm lập trình buổi sáng và cast giải vào ban đêm, thời điểm thích hợp để mọi người đi ngủ, nhưng anh vẫn cố thức để phục vụ khán giả dù chẳng nhận lại được bao nhiêu. Bước ngoặt trong con đường caster của Bomman thực sự đến khi anh làm bình luận viên cho một giải đấu được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự bùng nổ của anh đã lôi cuốn được không ít sự chú ý của người xem và cái tên Bomman dần trở thành một hiện tượng từ đó. Sau giải đấu, Mai Nam Hải đã quyết định từ bỏ công việc để theo đuổi sự nghiệp caster để phục vụ cho khán giả và niềm đam mê CS:GO của mình. Mặc dù con đường làm caster đã được anh chọn, nhưng Bomman thời điểm này vẫn chưa thực sự chắc chắn về tương lai của mình. Những đồng lương ít ỏi đã không ít lần khiến anh phải lao đao, kể cả khi đã thành lập được 500 Pro Studio. Anh cũng không ngần ngại chia sẻ rằng, nhờ có sự giúp sức của Viking, cũng như nhiều người hâm mộ mà anh và tập thể 500 anh em mới có thể vững vàng đi tiếp trên sự nghiệp caster của mình. Bằng chứng là sự lớn mạnh và tầm ảnh hưởng của công ty này đến với các sự kiện liên quan đến eSports, khi nhiều giải đấu được tổ chức có sự góp mặt của các caster đến từ nhà 500 anh em. Các giải đấu của CS:GO như ESL hay Major cũng đã được cast thường xuyên trên kênh YouTube của tổ chức này trong những năm vừa qua. Cuộc sống hiện tại. Hiện tại khi không còn thi đấu chuyên nghiệp và sự nghiệp đã dần ổn định hơn, Bomman vẫn tiếp tục gắn bó với tựa game CS:GO bằng cách phân tích demo, nhưng không còn bình luận trực tiếp các giải đấu nữa mà để cho các đồng nghiệp trẻ tuổi hơn có cơ hội được thử sức. Tuy giải nghệ nhưng Bomman vẫn giữ được lối suy nghĩ kỹ lưỡng của mình và đã khiến cho đồng nghiệp cũng như người xem phải nể phục. Tính cách này của Nam Hải xuất hiện từ những năm đầu của sự nghiệp thi đấu,
khi cách huấn luyện của anh có phần khác biệt với những đồng đội khác. Bowman chọn sử dụng cách xem demo và học hỏi cách chơi mới của tuyển thủ hàng đầu thế giới thay vì trực tiếp tham gia vào các trận đấu. Nhưng thói quen này của Bowman đã tôi luyện cho anh một lối thi đấu bài bản gồm nhiều kế hoạch chi tiết. Những toan tính tỉ mỉ của anh được thể hiện rõ ràng trong những buổi phân tích demo, khi người mìn có thể chỉ ra những nước đi nên làm và những lỗi sai mà các tuyển thủ khác có thể sẽ mắc phải. Chương trình phân tích demo của Bowman là nơi anh thể hiện những lập luận sắc bén của mình khi phân tích những video clip thi đấu của các tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Ngoài ra, anh cũng không quên phân tích những demo của nhiều người chơi tại Việt Nam như Leopard hay PUBG, vừa để đúc kết kinh nghiệm mà còn có những khoảng thời gian giải trí với người xem. Tùy lối suy nghĩ đầy kế hoạch của mình vẫn được giữ, nhưng Mai Nam Hải cũng thể hiện thêm được tính cách người mìn của anh khi truyền không ít cảm xúc mình vào những câu bình luận. Người mới xem sẽ cho rằng Bowman là người cộc cằn và thô lỗ, nhưng ít ai biết được đó là những cảm xúc chân thành nhất của một người cũng có khát khao được thưởng thức trò chơi này. Nhờ những pha bình luận đầy tính chuyên nghiệp nhưng không kém phần hài hước mà Bowman dần nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ người xem, đến mức có người còn gọi Nam Hải là anh tôi để thể hiện sự gần gũi của anh với khán giả. Kênh YouTube của Bowman không chỉ có những buổi phân tích và bình luận giải đấu mà còn bao gồm nhiều nội dung khác về CSGO như ký sự Jack Hack. Đây là chuyên mục Bowman cùng với Dũng Kajima và Thế Anh 96 phân tích những demo của người hâm mộ gửi đến để tìm hiểu và kết luận xem người chơi kia có đang gian lận hay không. Đây là một series nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người xem và hiện nay đã ra mắt đến mùa 6. Mặc dù giải nghệ đã lâu nhưng Bowman vẫn tiếp tục thưởng thức CSGO cùng những người bạn của mình. Bằng cách tạo ra nhiều nội dung và giao lưu với nhiều nhân vật, Bowman không chỉ mang lại nhiều thành công mới mà còn kết thân được với nhiều tên tuổi khác có thể kể đến như Tim Raven, cùng Đỗ Missy hay thần rừng sọc của Liên Minh Huyền Thoại. Gần đây nhất, anh cũng đã chính thức kết hôn với nàng thơ của trò chơi này là MC Minh Nghi và cặp đôi đón nhận rất nhiều sự ủng hộ của cộng đồng lẫn người hâm mộ. Không chỉ CSGO hay Liên Minh Huyền Thoại, Bowman còn là một nhân vật quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn đến Valorant đình đám của Riot Games tại Việt Nam. Các sự kiện lớn liên quan đến trò chơi này thường có sự góp mặt của anh trong nhiều vai trò khác nhau. Cũng nhờ đó mà tên tuổi của Bowman ngày càng phát triển và được nhiều người yêu mến hơn. Qua nhiều năm, tính cách của người mìn cũng đã được tiết chế lại, nhưng vẫn mang lại không ít tiếng cười cho khán giả. Người hâm mộ và đồng nghiệp của Bowman đều cho rằng những thành quả hiện tại mà anh có được đều nhờ vào những nỗ lực không ngừng. Bowman có thể không phải là người đầu tiên chơi CSGO ở Việt Nam, nhưng anh chắc chắn là người đặt nền móng và những viên gạch đầu tiên cho tựa game này trên mảnh đất hình chữ S. Mai Nam Hải đã trưởng thành hơn rất nhiều khi anh khiêm tốn cho rằng mình không phải là tượng đài của trò chơi này ở Việt Nam, mà chỉ đơn giản là một người sở hữu niềm đam mê mãnh liệt và mong muốn để lại chút lan tỏa và dấu ấn cho cộng đồng. Tuy không ai phản đối suy nghĩ của Bowman, nhưng những tín đồ CSGO chân thành đều biết rằng chính anh là nhân tố đã mang ESL và Major đến gần với Việt Nam hơn bao giờ hết. Hiện tại, anh cũng đã cân bằng được cuộc sống của mình khi có thể phát triển sự nghiệp một cách thuận tiện, nhưng đồng thời cũng có một cuộc sống cá nhân vô cùng êm ấm. Người hâm mộ đồng hành cùng Bowman từ những năm đầu tiên cũng đã chứng kiến được sự nỗ lực của anh để trở thành caster quốc dân. Hy vọng trong tương lai, sự nghiệp của Mai Nam Hải sẽ càng thành công hơn để anh tiếp tục gắn bó với những ai đã yêu mến và ủng hộ mình từ những ngày đầu.